Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một website kiếm tiền online ở nước ngoài nữa. Thì đây là một website mà giúp các bạn có thể kiếm được tiền PayPal bằng việc là like Facebook. Ok, và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, các bạn nhớ like cũng như là đăng ký kênh của mình và bật chuông thông báo để luôn theo dõi những video mới nhất mình mới ra chia sẻ cho các bạn, giới thiệu cho các bạn những ứng dụng những website mới kiếm tiền online ở nước ngoài. Và đây là kênh YouTube của mình, các bạn có thể xem thêm các video mình hướng dẫn các website ứng dụng kiếm tiền online ở nước ngoài. Và đây là địa chỉ Facebook của mình, các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook ở đây. Ok, đây là giao diện của website của chúng ta ngày hôm nay. Thì để vào làm việc với cái website này thì trước hết chúng ta phải đăng ký tài khoản. Các bạn vào cho mình là Register vào mục đăng ký. Các bạn nhập tên. Ở đây mình sẽ nhập tên, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chi tiết để đăng ký tài khoản ở trên này luôn. Mình sẽ nhập tên của mình là thứ hai nữa. Đây là first name. Thứ hai nữa là middle. Middle mình có thể bỏ. Company mình có thể bỏ qua. Birthday. Thì ở đây mình nhập bất kỳ nhá. Email using for. Đây là nơi bạn phải nhập cái địa chỉ email nhá. Mình sẽ nhập địa chỉ email vào. Và đây là password. Thì các bạn nhập password vào. Địa chỉ. Các bạn nhớ nhập địa chỉ nhé. Mình sẽ ưu tiên những cái. Ví dụ mình sẽ là ở Hồ Chí Minh đi. Vùng thì mình sẽ nhập là miền Nam. Zip code thì zip code của Sài Gòn là 700.000. Các bạn có thể vào trên mạng để tra cái mã zip code của nơi các bạn ở nhé. Đây là nước thì mình chọn Việt Nam. Hai cái này các bạn có thể bỏ qua nhé. Hai cái này các bạn không cần tích cũng được. Ok, các bạn nhấn submit. New password must meet a list. Ở đây hôm nay giờ mình nhập cái mật khẩu bị thiếu, tức là mật khẩu nó yêu cầu là từ 8 đến 20 và ít nhất phải có một uppercase. Có uppercase nghĩa là mình phải nhấn cấp lock ấy, chữ in hoa đấy các bạn. Số và ký tự đặc biệt. Ok, mình sẽ nhấn lại. Mình sẽ ký tự đặc biệt ở đây thì các bạn có thể nhấn A cộng rồi đô là dấu cộng vân vân, các bạn có thể làm được. Ok, mình nhấn submit lại. Ok, mình đã đăng ký thành công nha. Và đến bước thứ hai là bước xác thực email này. Nó kêu nó đã gửi một cái đường link tới tài khoản email và mình phải vào đó để xác thực. Ok, mình sẽ vào tài khoản Gmail của mình. Đây, nó đã gửi về là Micro Worker này. Đây, và đây là cái link xác thực này. Mình click vào link xác thực. Ok, như vậy là mình đã xong này. Click here to activate your. Ok, nó đã gửi cho mình một cái dòng chúc mừng rồi nhá. Là mình đã trở thành một cái employer rồi. Ok, như vậy mình đã hoàn thành 2/3 chặng đường. Và nó cho mình đây là tài khoản ở đấy thì nó không có bonus nha, nó không có phần thưởng đăng nhập thì vẫn là zero. Bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào job để tiến hành một cái bước thứ ba, đó là verify số điện thoại, xác thực cái số điện thoại thì các bạn mới có thể kiếm tiền được. Ok, đầu tiên là vào job, các bạn vào job này. Đây các bạn thấy cái số lượng job của nó là 664 này, available to you, nghĩa là mình có thể thực hiện được này. Ở đây có rất nhiều option này, như là qualification này, rồi testing này, mobile app survey này, sign up này, rất nhiều, YouTube này, Facebook này, Twitter này, Yahoo này. Ok, mình sẽ thử click vào Facebook nha. Chọn ưu tiên chọn những cái việc của Facebook. Ok, các bạn thấy này, cái lượng việc của Facebook là có, các bạn có tới 68 job này. Và một job là 0.1 đô này, nghĩa là các bạn làm hết 68 job này thì các bạn có được 6.8 đô. Ok, mình sẽ xác thực tài khoản nhé. Mình sẽ kích vào một cái job bất kỳ này. Kích vào job đầu tiên đi. Ok, khi mình kích vào cái job đầu tiên để mình làm ấy, nó sẽ đòi hỏi mình là phải confirm phone, tức là phải xác thực số điện thoại nè. Mình phải xác thực cái số điện thoại mình mới làm được, còn không mình sẽ không có làm được. Thì ở đây nó sẽ có hướng dẫn nhé. Các bạn phải gửi SMS test, tức là các bạn nhắn tin. Mình sẽ nói cho các bạn dễ hiểu là các bạn nhắn tin với cái cú pháp là activate. Này, các bạn nhớ nhập đúng cái cú pháp này nhé. Các bạn nhắn tin nhập đúng cái cú pháp này nè. Nhập đúng cái dòng chữ này vào
Rồi các bạn gửi tới cái số này, nhớ là không có những cái gạch ở giữa này nhé. Các bạn nhập số cộng, các bạn nhập đúng dấu cộng này, 19723609222. Ok các bạn, đây là cái số để các bạn gửi, còn đây là cái cú pháp. Rồi các bạn gửi tới cái số này thì các bạn đã verify thành công. Ở đây nó nói có nói này, nếu mà các bạn không thể gửi được SMS á, tới cái số điện thoại trên á, thì vui lòng các bạn chụp cái màn hình lại. Khi các bạn gửi mà nó vẫn chưa có báo được ấy, thì phải các bạn chụp cái màn hình lại và gửi cho nó. Nhưng mà mình đã thử rồi thì các bạn có thể gửi, các bạn khi các bạn gửi xong á, các bạn gửi tới cái số điện thoại này ấy, thì nó sẽ tự động nhảy qua bước thứ hai liền cho các bạn. Các bạn nó đã confirm, nó sẽ confirm liền cho các bạn luôn. Nhưng mà để làm, trước khi làm cái bước này này, trước khi nhắn tin cho nó thì các bạn phải nhập cái số điện thoại các bạn vào đây để nó biết đó là cái số điện thoại của bạn là ở cái tài khoản này. Thì các bạn nhập cái số điện thoại là với cái số đuôi ở đây rồi, thì các bạn cứ nhập số điện thoại bình thường, ví dụ là 01234567 này, thì mình nhập như vậy nhá, là ba bạn xây lại đó. Khi các bạn xây lại thì các bạn nhắn cái tin đó thì nó sẽ thành công, nó sẽ cho các bạn, khi các bạn trở về lại cái job là nó sẽ báo thành công. Khi nó báo thành công thì nó sẽ ra được một cái giao diện mà các bạn có thể kiếm tiền ở trên đó, là khi các bạn vào lại cái job ấy. Khi nó đã báo thành công thì các bạn vào lại cái job, ví dụ mình vào lại cái job này, thì ở đây cái tài khoản này của mình đã xác thực cái số điện thoại của mình rồi, và cái phí mà gửi tin nhắn tới cho cái số điện thoại ở nước ngoài là nó mất 2.500 nha các bạn. Ok, mình click vào lại job đầu tiên này thì nó sẽ không còn bảo mình phải xác thực nữa. Ok, nó sẽ ra luôn yêu cầu của công việc mà mình sẽ làm luôn này, là nó là như vậy, là cái tài khoản của mình đã xác thực thành công rồi đó. Ok, và đến bước thứ ba thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn là hướng dẫn để hoàn thành một cái job. Thì để hoàn thành một cái job thì như những cái website trước mình đã giới thiệu thì ở đây nó cũng có những cái yêu cầu. Ở đây là cái số lượng này, tức là nó đã làm xong 366 rồi, còn có hai job nữa này, và cái số tiền nó trả cho mình là 0.1. Và ở đây cái đây là cái điều đặc biệt nhất của cái trang web này, đó là nó bắt mình phải hoàn thành trước 10 phút nha các bạn, nó mới trả cho mình 0.1. Ở đây nó trả giá cao so với hai cái trang web trước, nhưng mà nó lại bắt mình dưới 10 phút, tức là phải có cái thời gian. Và đây là international này, các bạn cũng nhớ để ý nha, cái nào mà có international thì các bạn mới có thể làm được nha, còn không các bạn làm thì nó mất công đấy, nó không có trả tiền đâu. Ok, mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn là để mà làm sao, mình sẽ chia sẻ luôn cái kinh nghiệm của mình là làm sao để các bạn tiết kiệm được cái thời gian là tối ưu nhất nha. Thì ví dụ khi các bạn nhấn cái nút mà accept and start này này, là cái thời gian nó sẽ bắt đầu chạy nha các bạn. Khi mình chưa đụng gì, khi mình chưa ấn cái nút này ấy, thì thời gian nó chưa có chạy, thì mình sẽ tranh thủ là nó có cho mình trước cái mục là task review, tức là preview, tức là mình phải nhìn xem trước cái nhiệm vụ để mình hình dung được là nó yêu cầu mình làm được cái gì để mình chuẩn bị để cho nó kịp cái thời gian trong vòng 10 phút nha các bạn. Đây là cái nội dung này, thì ở đây nó cũng là nó kêu là vào cái link này rồi like cái bài, comment gì đó, rồi share, sau đó là click and visit page, rồi get bonus, rồi for bonus thì share more on your site. À, tức là đây là cái bonus thêm nha các bạn. Ví dụ các bạn có nhiều cái tài khoản Facebook hoặc là có thêm tài khoản Instagram, Twitter gì đó, thì các bạn share lên thêm trên đó thì nó sẽ trả thêm tiền cho các bạn. Và đây là mô tả cụ thể hơn này. Ví dụ mình sẽ copy qua này, đây là cái mà mô tả rõ hơn. Mình sẽ copy vào đây. Cái cây của nó là 2299 này, nó thấy đây cái cây đây bạn, cái cây là 2299 này, đây là cái mô tả job. Tại vì review mình thấy nó mờ mờ thì mình qua đây mình copy qua đây mình thấy nó rõ hơn. Ok, mình sẽ vào cái đường link này, là like cái bài viết rồi comment trên đó, rồi share bot, click user, tức là vào click vào cái bài viết đó để tới một cái trang và share cái trang đó. Sau khi mình vào cái trang đó thì share cái trang đó lên thì bạn sẽ thấy được một cái vertical share bottom get more bonus. Ở đây cái job của dạng này thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn, đó là nó có đòi hỏi mình là cái verify này này, cái mà mất thời gian nhất là cái này này, cái code này này. Cái code này là khi các bạn vào cái trang web của nó ấy, đây ở đây nó sẽ có hướng dẫn này, require proof
Start này, How to get verification code. Khi mà các bạn ghé thăm cái trang của nó ấy, thì các bạn sẽ thấy một cái nút đỏ, đây một cái nút đỏ ở dưới cái dòng những cái dòng mà Facebook, Twitter này này, thì các bạn click vào cái nút đỏ này. Các bạn click vào cái nút đỏ này thì nó sẽ nhảy ra 4 phút nha, nó sẽ nhảy ra một cái đồng hồ thời gian 4 phút và nó sẽ đếm đếm dần về zero. Thì các bạn mất thời gian ở đây là 4 phút rồi, thì nghĩa là các bạn chỉ còn lại 6 phút để các bạn làm những cái việc còn lại như là like và share thôi. Và mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn là để mà các bạn làm được kịp cái thời gian ấy thì các bạn phải mở sẵn, thứ nhất là Facebook, phải mở sẵn trang Facebook lên. Thứ hai nữa là các bạn phải mở, mình sẽ có cái yêu cầu để các bạn để nó để mình phải mở, mình phải chuẩn bị sẵn trước là chỉ có làm thôi, khỏi phải thao tác. Ok, ở đây thì mình làm với Facebook thì mình chỉ có là mở sẵn cái trang Facebook lên thôi. Ok, bắt đầu mình sẽ nhấn save nha. Đây, khi mình nhấn save thì thời gian nó bắt đầu đếm ngược này nha các bạn. 600 giây này, tương ứng với 10 phút, nó đếm ngược dần này. Ok, ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, bắt đầu các bạn có cái đường link này này, các bạn dán lên một cái tab mới. Ok, nó ra được cái bài viết. Đó, nó sẽ ra cái bài viết này. Và nó yêu cầu mình là like. Các bạn nhớ nha, nó yêu cầu mình là number of like nha. Nghĩa là cái số like của khi các bạn like vào thì nó lên được nhảy lên số bao nhiêu ấy. Đầu tiên mình ấn Z này, rồi copy cái comment này. Các bạn comment gì thì các bạn copy vào đây này. Rồi user of sharebot này, các bạn share bài báo lên thì các bạn copy cái user này. Ok, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Đây, bài báo này. Bài này mình đây là 669 này. Khi mình like lên thì nó thành 670. Đó, lên 670 này. Nhớ cái 670 thì mình đi vô đây. 5670. Rồi đây là comment, thì các bạn phải comment đủ dài nha, trên 20 ký tự đấy. Mình hướng dẫn cho các bạn luôn, đó là các bạn cứ việc copy một cái comment bất kỳ đi. À, các bạn copy cái comment bất kỳ đi. Very good tool này. À, very good tool này. Comment các bạn cứ copy comment của người ta đấy vào nhóm đây. Sau các bạn chấm chấm ra. Phẩy ra. Các bạn copy thêm xíu nữa, sửa đi, các bạn bỏ cái dòng dừa đi để cho nó khác của người khác một xíu. À, các bạn copy thêm cái dòng này luôn. Đó, thấy không, là như vậy là các bạn đã copy xong rồi nhé. Rồi các bạn, để mình hướng dẫn này, bắt đầu khi các bạn copy lại này, các bạn phải comment của người ta chứ. Đó, các bạn cũng dán lại đây. Đó, là như vậy là các bạn nhấn enter. Đó, như vậy là các bạn đã comment này. Đó, các bạn đã comment đây rồi, thì cái dòng comment này là nó đã trùng với dòng comment này rồi. Rồi sau các bạn share bot thì các bạn share cái bài này lên. Các bạn vào cái link này, các bạn vào cái link này, rồi các bạn chia sẻ. Ok, nó sẽ đòi hỏi các bạn sẽ cái user của sẽ cái bot này nhá. Thì các bạn sẽ cái bot này lên, các bạn chia sẻ, nhấn chia sẻ lên. Nhớ là các bạn phải để ở chế độ công khai nhá. Đó, các bạn phải để ở chế độ công khai này. Rồi các bạn đăng lên, các bạn đăng lên cái dòng thời gian của các bạn rồi thì các bạn vào lại cái face của các bạn thì các bạn load lại cái dòng thời gian của các bạn ra. Đấy, các bạn thấy là cái bài mà các bạn vừa share xong này, các bạn click vào cái chữ vừa xong này. Đó, sau đó các bạn copy link này. Các bạn copy link này. Rồi các bạn dán vào đây. Đây là user bot của các bạn đấy, cái user của share bot đấy. Rồi đến cái mục là mình sẽ đợi thêm cái mục verify code này nữa là mình đã hoàn thành cái job. Còn những cái này là cái bonus, nó đòi hỏi thêm, ví dụ mình share thêm một cái Facebook khác thì mình copy cái link vô đây, hoặc là mình share thêm một cái Instagram thì mình copy vô đây, share thêm một cái Twitter mình copy đây vô đây. Tức là đây thì nó sẽ thêm cho mình cái bonus, còn mình sẽ làm tới đây là đã hoàn thành được cái job của nó rồi. Ok, mình sẽ vào cái trang của nó này. Ở đây nó sẽ có cái nút đỏ này, các bạn thấy không? Khi các bạn load xuống thì các bạn sẽ thấy một cái nút đỏ ở đây dưới này, các bạn click vào đây thì nó sẽ nhảy dần đó 3 phút này. Các bạn phải đợi nha các bạn. Các bạn không được chạy background, nghĩa là các bạn không được chạy ảnh, các bạn phải để thế này nó mới chạy. Còn khi các bạn ví dụ các bạn thoát xuống thế này thì nó sẽ không có chạy nữa. Khi các bạn thoát xuống thì nó sẽ đứng nha. Vì vậy là để các bạn kịp giờ thì các bạn phải để thế này cho nó chạy 4 phút. Còn cái những cái thao tác còn lại thì các bạn làm trong vòng 6 phút. Nhưng mà nếu mà mình làm bữa giờ, nếu mà mình làm ấy thì nó khoảng mất khoảng thời gian của mình khoảng 4 phút. Nếu mình chuẩn bị đầy đủ Facebook toàn bộ thì mình mất, và mạng của mình khỏe một xíu nữa thì mình mất khoảng 3 đến 4 phút cộng với cái thời gian mà mình đợi cái code verification code này nữa thì mất khoảng 4 phút nữa, thì tầm là một job mình mất khoảng 7 đến 8 phút nha. Và nó yêu cầu 10 phút thì mình làm 7 đến 8 phút là mình đã hoàn thành rồi, thì nó
quá ok. Thôi mình đợi này, mình phải đợi cái số này nó về zero thì nó sẽ hiện ra cái code. Ở đây mình hướng dẫn cho các bạn nên chứ mình làm nó phải trật tự, nó hơi lâu nên chỉ mình dám với cầm với cái mạng của mình nó yếu nữa nên chỉ mình đã bị fail cái thời gian rồi nha các bạn. Em mình còn có 96 95 giây này. Nãy mình load cái trang của nó mà mình load nó cực chậm nên chỉ mình đã fail cái thời gian, nhưng mà mình hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn điền cho nó đầy đủ. Còn lúc làm thì nó sẽ không mất đúng cái thời gian này đâu, mình sẽ không không mất nhiều cái thời gian như vậy đâu. À, mình khi mình qua bên này phát thì bên này nó không còn nhảy nữa. Mình phải để đúng cái này để mình đợi đúng 4 phút. Các bạn nhớ lưu ý điều này, mình không thể chạy. Ví dụ trong lúc chờ 4 phút này, ví dụ các bạn cũng có thể là cho nó nhỏ lại một xíu này, để các bạn chờ. Rồi các bạn có thể thao tác những cái còn lại trên cái giao diện này. Còn có 2 giây, 1 giây này. Ok, 7602 này, cái code của nó hiện ra rồi này. Giờ nó mới hiện ra 7602, thấy không? Thời gian của mình đã về zero này. Thời gian mà load web của mình khá chậm, với lại mình hướng dẫn từ từ cho các bạn hiểu từng bước một ấy, nên chỉ mình đã bị fail cái thời gian này. Nhưng mà mình không sao, mình sẽ nhập cái code vào để cho nó, để mình hướng dẫn cho các bạn thôi. 7602, mình sẽ nhập cái code vào này, sau đó mình nhấn submit này. Nó vẫn báo good nha các bạn, nó vẫn báo là submit successful, tức là mình đã submit thành công đấy, mình đã submit thành công đấy, nhưng mà nó không 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 có tính tiền, mình đã bị fail rồi. Rồi khi các bạn vào thì các bạn vào được, các bạn thấy được cái task finish của các bạn ở đây. Các bạn vào đây thì các bạn xem được cái nhiệm vụ mà các bạn đã finish, đã hoàn thành. Rồi bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn là cái thao tác để rút tiền về tài khoản. Thì các bạn để rút tiền về tài khoản thì nó sẽ phải ở đây thì nó, các bạn click vào withdraw, payment on hold, pin will be mail, tức là cái bước mà rút tài khoản này thì nó vẫn đòi hỏi là các bạn phải, nó cũng gửi cái mã pin về email của các bạn rồi, để các bạn xác điền cái mã pin nữa các bạn. Tức là cái trang web này phải nói đến cái vấn đề bảo mật là khá cao, nó đòi hỏi những cái bước xác minh đó. Ở đây này mình click vào new thì nó hiện ra là cũng muốn cái bước là withdraw information này. Ở đây thì các bạn đó có là vSkill này hoặc là PayPal này, thì ở đây nó có luôn cái phí. Ví dụ là PayPal thì phí là 7,5%, thì ở đây là min pay của nó là 9 đô nhé. Còn đối với là rút về cái ví này thì là phải 20 đô cộng phí, tức là 9 đô thì các bạn phải cộng thêm cái phí này nữa, thì các bạn tức là min pay của các bạn phải rút được khoảng 10 đô thì các bạn có thể rút được nhé. Amount này, rồi các bạn điền vào đây rút tiền thôi, cái số tiền này, rồi send payment này, to này, rồi các bạn nhập tài khoản của bạn này. Đây là email tài khoản của các bạn này, your email screw PayPal này, tức là các bạn nhập cái tài khoản PayPal, cái email mà PayPal của bạn vào đây, rồi các bạn confirm lại password, rồi các bạn verify pin này, click here to send pin to your email này. Khi mà các bạn xong xuôi, các bạn click vào nút này thì nó sẽ gửi một cái mã pin về các bạn, vào các bạn vào email của các bạn, thì các bạn nhập cái số mã pin của các bạn vào đây, rồi các bạn nhấn submit request. Ok, và với những gì mà mình chia sẻ thì chúc các bạn có thể kiếm được thật nhiều tiền với website này. Xin chào và tạm biệt các bạn, đừng quên cho mình một like cũng như là một comment thật thiện chí.